Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube tin bóng đá. Xin mời các bạn cùng với chúng tôi dạo quanh các sân vận động trên khắp thế giới để theo dõi những trận đấu nào sẽ diễn ra trong ngày hôm nay 22 tháng 8 năm 2023. Với bóng đá Việt Nam chiều nay ngày 22 tháng 8 có hai trận đấu rất đáng chú ý. Ở cấp độ đội tuyển, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp U23 Philippines. Đây cũng là trận đấu quyết định đến cơ hội lọt vào bán kết U23 Đông Nam Á 2023. Cụ thể sau lượt trận đầu tiên ở bảng C, đội tuyển U23 Việt Nam đang có 3 điểm cùng hiệu số dương 3, trong khi đó Philippines mới chỉ có 1 điểm. Ở lượt trận cuối cùng diễn ra tối nay, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ cần kết quả hòa là chắc chắn có ngôi nhất bảng C và đi thẳng vào bán kết. Thậm chí U23 Việt Nam vẫn có thể vào bán kết bằng vị trí nhì bảng xuất sắc nhất nếu chỉ thua 1-0 trước Philippines. Khi đó với 3 điểm và hiệu số dương 2 thì U23 Việt Nam vẫn có hiệu số tốt hơn U23 Indonesia, đội nhì bảng đang có hiệu số tốt nhất lúc này. Tuy nhiên, theo sắp xếp ban tổ chức, đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất phải gặp đội nhất bảng A là Thái Lan. Không chỉ việc tránh Thái Lan ngay vòng bán kết mà với trình độ vượt trội cùng danh dự của nhà đương kim vô địch U23 Việt Nam không được phép thua ở trận đấu gặp U23 Philippines. Ở chiều ngược lại cũng giống như trường hợp của Campuchia tại bảng A, đội tuyển Philippines chỉ còn một con đường duy nhất là giành chiến thắng trước U23 Việt Nam với có cơ hội đi tiếp tại giải U23 Đông Nam Á 2023. Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Philippines sẽ diễn ra lúc 20 giờ hôm nay 22 tháng 8. Cũng liên quan đến hành trình tại giải U23 Đông Nam Á của đội tuyển U23 Việt Nam, tối nay vào lúc 20 giờ tại bảng B, U23 Timor Leste sẽ đấu với U23 Malaysia. Không giống các bảng đấu khác, hiện tại cơ hội vẫn chia đều cho cả ba đội tuyển U23 Indonesia, U23 Malaysia và U23 Timor Leste và đội nhất bảng B sẽ gặp đội nhất bảng C ở bán kết chính vì thế không quá khi nói trận đấu giữa U23 Timor Leste và U23 Malaysia sẽ xác định đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết. Trong trường hợp U23 Timor Leste thắng và giành ngôi nhất bảng B thì họ sẽ là đối thủ của chúng ta tại bán kết. Trường hợp đó cũng xảy ra với U23 Malaysia nếu họ thắng và giành ngôi nhất bảng B. Dù có những phân tích nhiều góc cạnh như trên nhưng thẳng thắn đánh giá U23 Malaysia ở trình độ vượt trội với Timor Leste với việc đang có 3 điểm cùng hiệu số tốt hơn U23 Indonesia cũng như đang dẫn đầu bảng B, U23 Malaysia chỉ cần trận hòa là chắc chắn đứng nhất bảng B và đang hoàng tiến vào bán kết U23 Đông Nam Á. Trận đấu thứ hai liên quan bóng đá Việt Nam là cuộc so tài ở cấp câu lạc bộ giữa Incheon United và Hải Phòng trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng loại AFC Champions League Cup C1 châu Á. Trận đấu này diễn ra lúc 17 giờ 30 phút hôm nay 22 tháng 8. Nếu giành chiến thắng thì Hải Phòng sẽ cùng với nhà vô địch V-League đại diện Việt Nam thi đấu tại giải đấu danh giá nhất châu Á dành cho các câu lạc bộ. Nếu thua thì Hải Phòng phải chơi tại AFC Cup giải đấu được coi như Cúp C2 châu Á. Tạm rời bóng đá trong nước, hôm nay 22 tháng 8 bóng đá thế giới có một số trận đấu đáng chú ý khác diễn ra như Rangers đấu với PSV, Rakow Ceres a so tài với Copenhagen. Royal Antwerp thi đấu với AEK Athens cả 3 trận đấu này cùng diễn ra lúc 2 giờ ngày 23 tháng 8 trong khuôn khổ vòng Playoff Champions League. Trước đó vào lúc 22 giờ 5 phút ngày 22 tháng 8, Monaco đấu với Strasbourg trong khuôn khổ vòng 2 League 1 2023-2024. Dạng sang ngày 22 tháng 8 diễn ra các trận đấu ở La Liga, Ngoại hạng Anh và Serie A. Cụ thể Arsenal có chiến thắng 1-0 trên sân của Crystal Palace trong khuôn khổ vòng 2 Ngoại hạng Anh. Alas có chiến thắng 4-3 trước Sevilla, Granada thua 0-2 Valencano trong khuôn khổ vòng 2 La Liga, Bologna thua 0-2 trước AC Milan khuôn khổ vòng 2 Serie A.